sáng nay ngày 15 tháng 7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới dự báo đổ bộ đất liền trong hôm nay. Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến sáng sớm ngày 15 tháng 7 đã kiểm đếm và hướng dẫn thông tin cho 40.146 tàu với 196.741 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh áp thấp nhiệt đới. Trong số đó, có 1.037 tàu với 6.187 người đang hoạt động ở vùng biển Quảng Trị, Quảng Ngãi và quần đảo Hoàng Sa. Thừa Thiên Huế đã cấm biển từ chiều ngày 14 tháng 7. Còn theo báo cáo của Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi hiện có 26.578 ha và 5.290 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng báo cáo, hiện có khoảng 170.000 ha lúa hè thu ở miền Trung đang giai đoạn đẻ nhánh, phân hóa đồng và trổ bông, khoảng 960.000 ha lúa mùa đang ở giai đoạn đẻ nhánh. Cơ quan phòng chống thiên tai nhận định, áp thấp nhiệt đới vào bờ sẽ gây ra đợt mưa tại miền Bắc và miền Trung, trong và sau khi áp thấp nhiệt đới tan. Lúc 8 giờ sáng nay, mực nước tại hồ thủy điện Sơn La cao hơn so với quy định khoảng 3 mét, hồ thủy điện Hòa Bình cao hơn khoảng 3,5 mét và hồ thủy điện Tuyên Quang cao hơn khoảng 4,13 mét. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, đến ngày 20 tháng 7, các hồ phải vận hành đưa về mực nước cao nhất trước lũ như sau. Sơn La 197,3 mét, cao hơn 5,75 mét. Hòa Bình 101 mét, cao hơn 7,56 mét. Tuyên Quang 105,2 mét, cao hơn 4,13 mét. Hiện hồ Hòa Bình đang mở một cửa xả đáy. Còn theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ hôm nay, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển đến tọa độ khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong ngày hôm nay 15 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới vào đất liền ở Trung Bộ sau đó giảm thành áp thấp ở Nam Lào.